Theo số liệu được công bố tại diễn đàn M&A năm 2016 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, trong số các thương vụ mua bán, sáp nhập M&A nổi bật trong năm 2015 và nửa đầu 2016, lĩnh vực bất động sản đang chiếm phần lớn và được đánh giá là sẽ còn tiếp tục sôi động đến năm 2017. Ông Chris Frieden, tổng giám đốc công ty tư vấn quản lý quỹ Mekong Capital cho biết qua các cuộc làm việc với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, ông nhận thấy xu hướng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp M&A sẽ còn tiếp tục sôi động trong năm tới đây. Sự sôi động dự kiến sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục dẫn đầu các thương vụ. Các lĩnh vực còn lại cũng đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài dòm ngó, là nông nghiệp, hàng tiêu dùng, bán lẻ và dược phẩm. Trong số 20 thương vụ M&A nổi bật trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016, các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đến 16 thương vụ. Trước đó, COL cũng đã công bố báo cáo cho thấy nhà đầu tư ngoại đang chiếm lĩnh phần lớn các thương vụ mua bán, sát nhập trong lĩnh vực bất động sản giai đoạn 2015 và nửa đầu năm 2016, bao gồm các tòa nhà quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.